Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel và chúng mình là Em Trai. Tăng 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 tăng. Ngày hôm nay nhân dịp là không sinh nhật ai cả, bọn mình quyết định là tổ chức sinh nhật. Tất nhiên là em chắc mình không thể thiếu các sản phẩm rồi, và hôm nay chúng ta sẽ có 4 sản phẩm như sau: nến, phong nến và một cái thiệp. Ok, nến. Thiệp. Các bạn biết đó là cái thiệp gì? Bọn mình chuẩn bị cái gì? Bọn mình sẽ kiểm chứng cái gì thì cùng xem tiếp nhé. Tiểu Nhi, xin cái bánh. Không ai nhìn thấy đoạn vừa rồi nhá. Và sản phẩm đầu tiên bọn mình kiểm chứng sẽ là cái gọi là phông lền. Mình tổ chức sinh nhật là mình phải có một cái phông lền nó hoành tráng. Thế là tôi đang định khoe các bạn là bọn mình có bánh người nè. Bọn mình có bánh người nè các bạn. Đấy, và bây giờ chúng ta đến với sản phẩm phông lền. Nó là một cái máy chiếu mini trị giá 50 tiền. Cách thức hoạt động nó không có gì phức tạp cả, các bạn chỉ cần bấm một cái nút ở đây. Và nó chạy bằng mấy chiếc pin? 3 viên pin 3A. Ra thì giá ở trên Shopee nó cũng dao động từ 30 cho đến 80 cơ, nhưng mà mình quyết định mua cái ở giữa. Thực ra bọn mình không mua, mình đi mượn của Vương Nam Cường. Các bạn có thể thấy là lát nữa bọn mình chiếu lên ý, thì nó sẽ là một cái hình ảnh, và cái hình ảnh đấy thì mình không thay đổi được. Tuy nhiên thì lúc mà mình mua thì mình có rất là nhiều các cái tùy chọn hình ảnh khác nhau, nhưng mà Vương Nam Cường đã chọn cái gì Happy Birthday to my boy. Đây nó chính là cái phần này này. Mình định tháo cho các bạn xem. Bạn ơi, bạn cẩn thận bạn phá sản phẩm trước khi bạn kiểm chứng nhá. Không tháo ra nữa. Nhưng mà về lý thuyết ý, là mình thay cái tấm này thì mình sẽ thay được cái hình ở trong để chiếu ra, vì nó là chiếu qua đấy mà. Thì nó có bán những cái tấm này rời không? Theo như mình tìm hiểu thì không, tại vì nó có 50 tiền nữa, bán tấm rời nữa, bán bao nhiêu, bán 1.000. Nhưng mà thực ra là test cái này thì mình thấy là nó khá, tức là cái hình ảnh nó chiếu lên nó khá là yếu ấy. Cho nên là các bạn phải ở trong một cái môi trường cực kỳ tối và chiếu lên một cái mặt phẳng cực kỳ phẳng. Bây giờ mình sẽ check thử xem là với cái tường này nó có lên không. Với cái cự ly này đúng không? Tôi phải giữ cho cái tấm này nó ở thẳng mặt bạn xong rồi. Mình có thể set up kiểu để bàn, để ghế, để các thứ. Ok không bạn? Ok không bạn? Tôi không nhìn thấy gì cả. Nó cứ mờ mờ ấy, mọi người có thấy nó mờ không? Thì tất nhiên là nó sẽ mờ rồi. Nhưng thì mà tôi sợ là chụp lên nó sẽ không thấy. Đây này. Để gần như thế này thì để rất gần, là rõ. Để gần hẳn thì nó sẽ rõ này. Thì cái đấy cũng là tất nhiên đi, tại vì là mình cũng không thể yêu cầu gì ở một cái sản phẩm 50 tiền ấy. Ra chỉ để sống ảo thôi, mình sẽ cầm bánh sinh nhật xong rồi mình thắp nến xong rồi mình chụp ảnh kiểu như thế này này. Thực ra là với 50.000 thì mình sẽ mua nó về. Kiểu chiếu nó lên xong mình thấy là cái thành quả chụp ảnh của bọn mình nó cũng khá là cute tê xinh xắn ấy. Mà trông kiểu rất là cái vibe nó rất là nó sinh nhật. Mờ nó có kiểu ảnh phim. Chụp lên nó cứ phim ấy. Mình nghĩ là nếu mà chụp vào lúc mà tối hẳn ý thì chất lượng chiếu lên nó sẽ ok hơn. Bọn mình là vẫn bị ánh sáng ở bên ngoài nó lọt vào. Với cái ánh sáng chiếu từ cái máy này thôi ấy, mình đã đủ để có thể chụp ảnh và sáng mặt rồi. Cho nên là ok, 50.000 thì nó chọn hình xấu thôi chứ còn nhiều hình mình thấy xinh nào. Mình sẽ mua. Mình cũng sẽ mua. 50.000 đúng không ạ? Hết được chấm 9 trên 10 điểm. Ở đây thì bọn mình có hai sản phẩm nến và nến. Nến này là nến chú hề, có giá là 40.000, còn đây là nến ma thuật. Bây giờ thì thực ra mình cũng chưa biết cách sử dụng cái nến này cho lắm, nhưng mà xem video giới thiệu thì là nó cũng đơn giản lắm mà. Mình chỉ cần thắp cái nến này như bình thường thôi là nó sẽ tự bung ra chú hề thôi. Cá nhân mình là một người không thích hề. Mình cũng thế, nhưng mà bạn là người đề nghị mua cái này đấy. Không phải đâu, không phải tôi đâu. To nhở, cái nến này to thật đấy. Bây giờ mình sẽ đốt nến và hy vọng là có một chú hề sẽ nhảy ra. Thế cả chú gà ham đi ta, thế cả chú gà ham đi ta. Bản thân ơi, hay mùi lên nào. Mình không biết là chú hề sẽ nhảy ra từ bên nào, mình đang rất là hoang mang, mình đang rất là hồi hộp nữa. Mình dễ bị giật mình nữa mọi người. Anh Huy ra đây anh Huy. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào, hãy như cá vang. Thế rồi mình có nên cắm nó sâu xuống không? Hầm đi. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday to you. Nên là mình cũng bị giật mình ấy mà. Đúng rồi. Kiểu xong rồi mình đang hòa chung không khí vô cùng vui vẻ, kiểu đón anh Huy vào đây xong anh Huy gào lên. Mình cũng gào lên mà. Nhưng mà cũng vui ấy mọi người. Cũng vui.
Mình sẽ mua cái nến này tổ chức sinh nhật cho đứa bạn thân xong kiểu 44.000 em ạ. Mình không mua nữa. Vấn đề là trông nó rất là xấu ấy, lúc đầu trông nó kiểu to vãi trưởng xong rồi bạn mình sẽ kiểu thắc mắc tại sao mày lại mua một cái nến xấu như thế này để cắm vào một cái bánh trông xinh như thế này. Xong mình sẽ kiểu nhưng mà tao thấy nó đẹp mà thôi được rồi, đốt đi xong đốt đến lúc nó nhảy ra chú hề này xong rồi. Xong rồi mỗi bạn là người hết. Nếu như mà một nhóm bạn mà chơi với nhau kiểu nhây không tổ chức cho nhau thì cái này chắc cũng ok nhưng mà cũng không đủ nhây. Không biết lúc nãy hẹp tại bọn mình yếu tim quá mà tự dưng chú hề nhảy ra hoặc cả ba đứa hét lên như không, tại vì là mình bị giật mình vì mình ở khá là gần nó xong rồi mình đang không đang nghĩ là nó sẽ nhảy về phía mình nhưng mà hóa ra nó nhảy về bên kia, thế là mình cũng hơi hụt hẫng trong lúc đang hét. Nhưng mà cái này lạ thật mà, kiểu chưa mình chưa đi một bữa tiệc sinh nhật nào mà có sử dụng cái nến này ấy. Đúng vậy, nhưng mà trên TikTok thì nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến trên nến này. Chắc là mình thắp cả 6 cái lên để cho nung ninh. Nung ninh nọ nến nung ninh, nung ninh tình mến. Đây là nguyên nhá, bọn mình chưa dùng cái nào hết. Chà, như mới. Không, bọn mình bỏ ra một cây và mình dùng thử xem là nó hoạt động như nào. Hóa ra nó hoạt động như nến bình thường mọi người ạ. Mình sẽ nói lại là nến bình thường nó sẽ cháy một ngọn lửa màu vàng. Đúng. Vàng cam, nhưng mà những chiếc nến thần kỳ này nó sẽ cháy lên ngọn lửa màu bảy sắc cầu vồng. Tức là nến màu nào thì nó sẽ cháy màu đấy các bạn. Đúng rồi. Ôi, nhưng mà nó đẹp thật đấy, mỗi tội là mình cắm xấu. Nhưng mà nó không rõ màu lắm nhá. Ừ. Cái màu xanh lá khá là rõ này. Cái màu hồng thực ra hôm qua nó cũng khá rõ nhưng mà Nó cũng không rõ lắm đâu. Cái màu xanh lá là rõ nhất. Cái màu hồng cũng rõ rồi này. Có mỗi màu xanh lá là rõ với cả màu hồng. Còn lại mấy màu kia mình thì không rõ lắm. Anh Huy mua phải nến đều rồi. Cái màu nào không ảo như là mình nhìn trên video cái màu xanh lá thì ok này. Nếu như màu nào cũng được như cái màu xanh lá này thì nó sẽ rất là xinh. Này như thế này thắp nến lên chắc mọi người cũng chả wow lắm đâu nhỉ. Xong rồi nó cũng chả được đẹp như mình kỳ vọng. Thôi mua nến bình thường đi. Mà xong rồi thời lượng đốt của nó cũng ít nữa chứ. Thôi mua nến chú hề đi. Lúc đầu thì mình nghĩ là mình sẽ thích cái nến ma thuật này hơn. Nhưng mà bây giờ mình thích nến chú hề hơn. Hôm qua mình khá là wow nhưng mà hôm nay thì mình không wow nữa. Sao nhở? Mà cái này là mình bắt anh Huy đặt trên Taobao ấy. Tại vì là bọn mình không đặt được trên Shopee. Vì so với cứ hủy đơn của mình. Rồi. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta là chính là thiệp ghi âm giọng nói. Rất là đơn giản thôi, ở đây mình cũng có hướng dẫn sử dụng này. Đầu tiên bạn gạt cái cần này lên. Ôi, để tôi hướng dẫn bạn. Bạn gạt cái cần này lên là nút switch. Gạt lên. Thôi bạn bấm vào đây. Bấm vào đây. Tôi thương ông trước cho bạn rồi đấy, bạn vui không? Nhưng mà khoan, lúc mà mi bật lên mình cảm giác giống như cái đài mà tôi đang không hiểu là tôi nên phản ứng như thế nào với cái giọng nói phát ra từ cái thiệp này ấy, mọi người. Thế một lúc mình hát nó hay hơn thế này. Cũng hay mà. Mình gửi được mọi lời tâm tình vào trong sản phẩm. Dễ thương ấy mọi người ạ. Nhưng mà mình không chắc là cái người nhận người ta có cảm thấy tôi không biết là tôi cảm thấy xúc động nhiều hơn động hay là hoảng sợ nhiều hơn ấy mọi người. Nhưng mà cái thiệp này rất là hay nhá. Mình có thể ghi đề lại được này. Với cả là nó có thể nghe đi nghe lại được 80 lần. Bạn có muốn giữ 80 lần. Đây thì như mình setup trong tuần bình thường nhá. Thì cái này là nút on off này. Mình bật lên. Xong rồi kể cả là cái mới nhá thì mình giữ ở đây cho đến khi nó kêu beep một cái là mình có thể ghi âm được. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Nó ghi âm được 30 giây nha. Hòa nhịp ca vang với bao bạn bè. Ok. Nhả tay ra là xong, không muốn nghe lại thì mình bấm vài nút này. Mình thích mọi người ạ, mình thích cái sản phẩm này thật sự. Cái này hay nhất trong 4 cái luôn ý. Nhưng mà mình thích mọi người ạ, mình rất là thích cái idea kiểu 85.600. 85.600 ok mua được. Mình rất là thích cái idea kiểu thu lại giọng nói xong rồi đưa cái này mà trong cái này nó thiết kế nó cũng xinh nó kiểu retro là... một cái băng cassette ấy. Bây giờ tổng kết lại thì bạn thích sản phẩm nào nhất trong 4 sản phẩm ngày hôm nay? Sản phẩm này mình cũng thích cái này nhất. Kiểu lúc nào thì mình khá sau đấy thì sẽ là cái máy chiếu này. Mình khá là ngạc nhiên. Thật sự mình khá là ngạc nhiên với cả cái chất lượng ghi âm nó cũng kiểu retro. Nhưng bạn ơi, giọng của tôi thấy tôi hát phải hay hơn thì tôi hát cho bạn nghe lại. Không. Được rồi, tôi nghĩ đây tôi không thiên thần, baby, em là thiên thần. Nhưng mà mọi người ạ, khi mà mọi người sử dụng sản phẩm này, mọi người em hãy là thiên chọn thần bài hát
thật cẩn thận nhé. Thì em biết. Đừng hát những bài gây ám ảnh như thế này. Mang lại đây 4 sản phẩm ngày hôm nay bọn mình check. Thì sản phẩm yêu thích nhất của mình đương nhiên là sản phẩm ghi âm này. Xong rồi đến sản phẩm này là máy chiếu. Xong rồi đến chú hề. Đương nhiên rồi. Và cuối cùng là sản phẩm này. Tại vì thực sự là cái sản phẩm này nó không đạt được cái kỳ vọng của bọn mình. Là có thể mình mua phải hàng dởm. Tại vì mình xem TikTok thì nhiều bạn làm cái này đẹp lắm. Đẹp cực. Thông minh lắm. Và đến lượt bọn mình thì nó cứ bị làm sao. Nhưng mà thực ra mình thấy cũng hên xui. Tại vì cái nến màu xanh lá cây ấy thì nó lên màu rất là rõ. Mà sản phẩm này màu mà hiệu quả thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp với gia chủ nào mà bánh bèo một chút, hoặc là thích những sự phù phiếm một chút. Chứ còn mình thì mình cũng không quan tâm đến nến màu gì lắm. Mình thậm chí là đừng có cắm bàn nến lên bánh của mình, chảy hết cả ra rồi đây này. Nhưng mà nếu như là một bữa tiệc mà có hội tụ đủ cả những cái món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì mình nghĩ là cái bữa tiệc sinh nhật đấy nó cũng sẽ rất là vui. Thôi mang lên 3, 4 thôi. Phải lên thế thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Đẩy view em cả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Thích sản phẩm thì comment xuống phía bên dưới nhé. Bye bye.